Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp cuối tuần cực đỏ, tiền rơi trúng đầu. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 28 tháng 10 năm 2023, thứ bảy dương lịch. Âm lịch là ngày 14 tháng 9 năm 2023, là ngày Kỷ Mùi, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão, tiết khí, xương giáng, ngày trực thâu. Hôm nay là ngày Chu Tước Khắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Hợi và tuổi Mão, lục hợp với tuổi Ngọ, xung với tuổi Sửu, hình với tuổi Sửu và tuổi Tuất, phá với tuổi Tuất. Về ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, hôm nay là ngày Kỷ Mùi, tức ngang hỏa. Nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi Quý Sửu và tuổi Ất Sửu. Ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt người tuổi Quý Dậu, tuổi Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa, ngược lại nhờ hỏa khắc mà được lợi. Ngày Mùi, lục hợp với Ngọ, tam hợp với Hợi, Mão thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hình Tuất, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Tuất. Tam sát kỵ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Quý Sửu và tuổi Ất Sửu. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Bính Thìn và tuổi Mậu Thìn. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: U Vi Tinh, tốt, bách sự đều cát. Mẫu Thương, tốt mọi việc. Đại Hồng Sa, tốt, bách sự đều cát. Ngọc Vũ, tốt, tu trạch, nhập trạch. Bất Tương, tốt cho hôn nhân. Sao xấu thì gồm có sao: Hoàng Vu, kỵ tu thương khố, xuất hóa tài. Trung Tang, kỵ tang sự, mai táng, an táng. Chu Tước Khắc Đạo, kỵ giá thú, di đồ, xuất hành. Nguyệt Hình, nguyệt kỵ, hà khôi cầu rảo. Âm Nguyệt Thiên Cương, cửu khổ bắt cùng, băng tiêu ngọa hãm, dương nguyệt hà khôi, địa phá, sống mọi việc. Đại Tiểu Khốc Nhật, kỵ kiến trạch, nhập trạch. Hình Ngục, tội hình, kỵ thượng quan, từ tụng. Trong đó có sao Bất Tương là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Nguyệt Kỵ là sao đại hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 28 tháng 10, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như tế tự, thi ân, hành huệ, công quả. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng chính nam để đón tài thần và đi theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Thanh Long đầu, xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi, mọi việc như ý. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 28 tháng 10 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý
trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp. Cục diện tương hại, tử vi thứ 7 cho thấy những vết rạn nứt đang xuất hiện trên vận trình tình cảm của người tuổi Tý. Các mối quan hệ gia đình có phần lỏng lẻo, mọi người thiếu quan tâm đến nhau, khiến cho tình cảm tuổi Tý xa cách. Chính tài thì vẫn an ủi cho bản mệnh khi mà thu nhập ổn định là nền tảng cho cuộc sống bình an. Bạn mình có thể xem xét đến việc đầu tư sinh lời, song đừng quá phóng tay giao hết trứng vào một giỏ, mà nên đi chậm rãi thăm dò để tránh những tổn hại có thể xảy ra. Công việc trong ngày cũng không có gì phải lo ngại, bạn làm gì cũng trôi chảy, giỏi giang, dễ dàng vì có cát tinh hỗ trợ. Nhờ đó người tuổi Tý khẳng định được vị trí tài năng tại nơi làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy mà cấp trên, đồng nghiệp hết lời khen ngợi, tán thưởng. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, không phải lo lắng chuyện tài chính. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, hãy chân thành trong chuyện tình cảm. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, chớ nên tiêu tiền một cách hoang phí. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, gặp được người đồng chí hướng. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, khiêm tốn lắng nghe lời chỉ dạy của người khác. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 74. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy cục diện tương xung ảnh hưởng khiến người tuổi Sửu luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Bản mệnh thường gạt đi ý kiến của người khác nên dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình. Đường tiền bạc chịu nhiều áp lực do lâm tương hình. Cuối tháng gần kề, tâm trạng bất ổn do nợ nần làm ăn kém nên tuổi Sửu không muốn cố gắng thêm, chờ sang tháng làm lại. Hôm nay cũng là ngày kém suôn sẻ trong chuyện tiền bạc của Sửu. Do tỷ kiên ngáng đường nên công việc của người tuổi Sửu cũng không được thuận lợi cho lắm. Đó là nguyên nhân khiến tâm trạng của bạn thường xuyên bất an, bồn chồn, không đủ tỉnh táo trước các quyết định quan trọng, khiến cho vận trình sự nghiệp không mấy khởi sắc. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, bị đồng nghiệp liên tục gây khó dễ. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, đừng nóng giận thái quá mà hại chính mình. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, kinh tế đang càng ngày càng khó khăn hơn. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, ăn tiêu hợp lý, đừng phung phí tiền bạc cho những món đồ vô nghĩa mà không quá cần thiết. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, công việc diễn ra trong ngày hôm nay không thực sự như ý. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 82. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy chính quan đem tới những tác động tích cực cho người tuổi Dần. Bạn tìm được cơ hội thích hợp để thể hiện năng lực, khẳng định bản thân, hoàn thành xứng đáng với vị trí hiện tại, khiến người khác phải tin phục. Ngoài ra hôm nay, bản mệnh cũng gặp quý nhân. Sự xông xáo của bạn đã đem tới may mắn. Ngày này rất thích hợp để bàn chuyện hợp tác làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Tài lộc khởi sắc, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn bạn sẽ có nguồn thu nhập ổn định. Chuyện tình cảm tốt đẹp nhờ thiên hỷ soi chiếu.
Vì vậy, đây là tin vui cho những ai đang còn độc thân. Và đối với những ai đã có gia đình, thì có thể tận dụng thời cơ tốt này để cải thiện mối quan hệ gia đình và xây dựng nền tảng vững chắc hơn. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người, công việc tiến triển. Với những tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, nên trân trọng niềm vui đang có hiện tại. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, tình cảm hạnh phúc nhờ biết thông cảm, sẻ chia. Với những tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đầy nhà. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô buôn bán. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 96. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, tam hợp phù trợ, người tuổi Mão có những suy nghĩ lạc quan tốt đẹp, thậm chí có phần mơ mộng trong ngày hôm nay. Điều đó là dấu hiệu rất tốt, bởi những suy nghĩ ấy sẽ giúp bạn hướng tới niềm vui trong cuộc sống, không bi quan hoặc đầu hàng. Tuy nhiên, thiên quan ngáng đường khiến sự nghiệp của con giáp tuổi Mão không mấy suôn sẻ. Khi mà bạn đang muốn cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được lại tỷ lệ nghịch bấy nhiêu. Điều ấy khiến cho bản mệnh có đôi chút chán nản, thất vọng. Đối với người làm đầu tư kinh doanh, để có được một khoản lời lãi như dự kiến, bạn cần phải nắm rõ kiến thức cũng như tình hình thực tế trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đừng vội nghe theo những lời lôi kéo của mọi người xung quanh. Với những tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, lơ là sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, có thể tranh thủ tiến hành đầu tư, ký kết hợp đồng trong hôm nay. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, đừng giận làm gì, chỉ hại cho sức khỏe mà thôi. Với những tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, một số người không đáng tin như bạn nghĩ. Với những tuổi Quý Mão, mệnh Kim, hãy tính xa hơn cho tương lai của mình. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 77 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài thì đem lại nhiều ảnh hưởng xấu về tài lộc. Có thể bạn sẽ vướng phải chuyện tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp hoặc anh em bạn bè. Tuy nhiên, thông qua việc này, bạn nhìn rõ bản chất của con người hơn, từ đó có cái nhìn đa chiều để không rơi vào bẫy của những người muốn lợi dụng mình. Với người làm lãnh đạo, bạn không nên dùng quyền hành của mình để chèn ép cấp dưới. Hành động của bạn có thể gây ra sự bất mãn ngầm trong tập thể. Hãy hành xử sao cho xứng với cương vị của mình, như vậy mới được tôn trọng. Chuyện tình cảm đối với người độc thân hôm nay cũng có điểm báo không may mắn, mà đôi lúc bạn có thể tưởng như nắm được hạnh phúc mà lại vụt mất khỏi tầm tay. Hôm nay có thể bạn sẽ phải ngậm ngùi chờ đợi cơ hội khác. Với những cặp đôi thì khá tẻ nhạt và rất cần động thái mới để hâm nóng chuyện tình cảm của mình. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, không nên đưa ra quyết định đầu tư khi tinh thần bất ổn. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, lục đục gia đình khiến bản thân khó có thể tập trung trong công việc. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc,
mở rộng mối quan hệ không nên sống khép mình. Với những tuổi Canh Thìn, Mệnh Kim, vận trình tình cảm có thể gặp trục trặc. Với những tuổi Nhâm Thìn, Mệnh Thủy, tiền bạc trong ngày không túng thiếu. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 67. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy nhờ tam hội nên thuận lợi hơn trong việc mở rộng mối quan hệ vào cuối tuần. Hãy thử những điều mình chưa làm bao giờ. Việc này sẽ giúp bạn có thêm những người bạn mới, được hiểu hơn về cuộc sống của họ, cũng là trải nghiệm thú vị cho ngày hôm nay của bạn thêm phần ý nghĩa. Thiên ấn ghé thăm vào lúc này cho thấy đây là khoảng thời gian để con giáp tuổi Tỵ có thể lạp đầy năng lượng cho tinh thần và sự sáng tạo của bản thân. Nếu cần thiết, hãy tránh xa mạng xã hội vì bạn đang cần sự riêng tư để có thể kết nối với bản thân. Cát khí lan tràn trong ngày này, có thể nói hôm nay còn rất thích hợp để tiến hành hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận. Nếu có ý định tự mình kinh doanh thì bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng về thị trường, đồng thời tìm được đối tác làm ăn thích hợp. Với những tuổi Ất Tỵ, Mệnh Hỏa, đừng để tiền bạc làm bạn lầm lẫn. Với những tuổi Đinh Tỵ, Mệnh Thổ, sự nghiệp thuận lợi, các vấn đề khó khăn tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Với những tuổi Kỷ Tỵ, Mệnh Mộc, công việc tiến triển tốt, nhanh chóng tìm được ưu thế. Với những tuổi Tân Tỵ, Mệnh Kim, được cấp trên tin tưởng, giao thêm nhiều trọng trách. Với những tuổi Quý Tỵ, Mệnh Thủy, có thần tài hậu thuẫn, làm gì cũng dễ dàng thu tiền về tay. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 04. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, quý nhân tam hội xuất hiện, bạn bè chính là chỗ dựa tuyệt vời của con giáp tuổi Ngọ, nhất là những người chia sẻ với bạn về ý tưởng, quan điểm hay mục tiêu. Vậy thì đây là ngày để kết nối và thắt chặt mối quan hệ, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội của chính mình. Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Ngọ phát triển tốt nếu theo đuổi con đường nghiên cứu, học hành. Bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh và thậm chí có cơ hội thăng tiến nếu biết nắm bắt đúng lúc. Với người làm đầu tư kinh doanh, bạn cần phải nắm rõ kiến thức cũng như tình hình thực tế trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Có như vậy mới đem về được khoản lời lãi như dự kiến. Đừng vội nghe theo những lời lôi kéo của mọi người nhé. Với cái tuổi Giáp Ngọ, Mệnh Kim, có nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo. Với cái tuổi Bính Ngọ, Mệnh Thủy, tiền đầy túi mà tình thì đầy tim. Với cái tuổi Mậu Ngọ, Mệnh Hỏa, hãy đưa cá tính của bạn vào công việc để tạo điểm nhấn. Với cái tuổi Canh Ngọ, Mệnh Thổ, hôm nay là lúc để bạn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Với cái tuổi Nhâm Ngọ, Mệnh Mộc, phiền muộn vì tình cảm có nhiều vấn đề khúc mắc. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 53. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng.
Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, tỷ kiên xuất hiện, bạn nhất định phải cẩn trọng. Hãy chắc chắn những người được tuổi Mùi chia sẻ bí mật sẽ không tiết lộ điều đó cho người khác. Hãy giữ vững lập trường và tập trung vào điều quan trọng ở hiện tại. Đừng dừng lại cho đến khi bạn hoàn thành nó. Những người làm nhân viên cũng có thể vướng phải khúc mắc với đồng nghiệp. Hôm nay khuyên bạn chớ nên tìm cách làm hại người khác. Bởi nếu làm việc sai trái, không chỉ lương tâm bạn bất an mà bạn còn phải chịu hậu quả thích đáng sau này. Những chuyện đối nội, đối ngoại cũng tốn khá nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Song nếu vợ chồng không bàn bạc kỹ với nhau thì vừa mất công, mất của mà còn không được như ý. Tranh cãi là chuyện thường xuyên. Với những tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, họa phá tài kẻ cận cần hết sức đề phòng. Với những tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, công việc bất ổn, dễ đắc tội với người xung quanh. Với những tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, công việc xảy ra nhiều rủi ro, khó tập trung do cảm xúc lên xuống thất thường. Với những tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, vận trình bấp bênh, sóng gió bủa vây. Với những tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, có điểm báo người thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Còn số may mắn là số 25 và số 44. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, thương quan đưa tới những rắc rối, cũng là lúc yếu tố tinh thần, cảm xúc đóng vai trò hết sức quan trọng trong ngày hôm nay của người tuổi Thân. Chúng giúp bạn trở nên vững vàng, bản lĩnh hơn trong mọi quyết định của đời sống. Vậy thì hãy đừng vì bất cứ lý do gì để ảnh hưởng đến những nỗ lực tuyệt vời ấy nhé. Về tài lộc, bạn cần cẩn thận với tiền bạc của mình hơn nữa, tránh cho người khác mượn tiền vì khả năng bạn đòi lại được là rất thấp. Lúc đó không chỉ mất tiền mà còn mất luôn cả bạn. Nếu giúp, hãy giúp trong khả năng có thể và xác định là nếu mất khoản đó bạn cũng sẽ không sao. May mắn nhờ có Hồng Loan, có người hỗ trợ để tình cảm gia đình bản mệnh thêm phần gắn kết. Không dễ gì để hai người khác biệt tìm được những niềm vui chung. Hãy trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người ở bên nhau. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, nhân lúc tình cảm tốt đẹp, bạn nên bàn tính tới kế hoạch xa hơn cho tương lai hai người. Với những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, nên cân nhắc kỹ càng trước khi đổ tiền vào đầu tư. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, bạn chẳng thể nào lên kế hoạch cho mọi thứ. Với những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, ngày này không thích hợp để mạo hiểm đầu tư. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, đào hoa vượng, nhân duyên dễ tìm đến. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 10. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, thực thần che chở, đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa trong cuộc sống của người tuổi Dậu.
nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với những tương tác ngày hôm nay, thì cách tốt nhất chính là hãy thẳng thắn nói ra những mong muốn của mình, thay vì để người khác hiểu lầm sự im lặng quá lâu của bạn. Ngũ hành tương sinh, tình cảm hôm nay của người tuổi Dậu khá hài hòa, nhưng cũng đừng quên chăm sóc tình yêu của mình. Không cần hoa hồng hay những món quà cỡ đại, chỉ cần vẻn vẹn tin nhắn nhỏ nhưng quan tâm chân thành cũng giúp cho người ấy cảm nhận được tình yêu của bạn đấy. Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi chuyện công việc cũng tạm gác lại. Đừng mải mê theo đuổi tiền tài, dành thời gian nấu bữa cơm ấm cúng cùng người thân, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, vui chơi cùng con cái. Hãy nhớ là động viên cả bạn đời cùng chung tay góp sức nhé, sẽ để hai bạn có thêm thời gian bên nhau. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, cần lập ngân sách cụ thể cho từng công việc để duy trì tài chính. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, tài chính dư giả, thu nhập tăng tiến để trang trải cuộc sống. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, các mối quan hệ đều tốt đẹp, hài hòa. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, có thể tìm tới người có kinh nghiệm để nhận lời khuyên hữu ích. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, nên tìm cách để giải quyết tình trạng hiện tại. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 84. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, ngày có cục diện tương phá, gây điểm tranh cãi, đố kỵ, khiến cho vận trình của người tuổi Tuất giảm sút ghê gớm. Dù đã xử lý mọi việc khéo léo, nhưng do nguyên nhân khách quan ảnh hưởng, uy tín của bạn vẫn bị hao mòn đôi phần vì những lỗi lầm mà cả tập thể phạm phải. Tương hình cũng khiến cho người tuổi Tuất quá mức tự tin, thành ra chủ quan ở mọi việc. Bản mệnh thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện. Kiếp tài tàng mệnh có họa mất tiền do tắc trách, nhầm lẫn, phải đền bù thiệt hại. Chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu bạn đang làm việc trong ngành tài chính, ở các vị trí giao dịch, nhân viên ngân hàng, kế toán, thu ngân, thủ quỹ. Tuổi Tuất cần cẩn trọng từng chút một, kẻo lương tháng này không đủ bù đắp cho thiếu hụt đâu. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, tình cảm gia đình rối ren phức tạp. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, không lên cho người khác vay mượn tiền. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, đối mặt với họa hao tài đang kéo đến. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, dễ gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, công việc gặp nhiều rắc rối. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, cần cẩn thận với các rủi ro tài chính. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 63. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, tam hợp trợ mệnh, vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi thêm phần thăng hoa thuận lợi. Bản mệnh có cơ hội kết giao với những đối tác tiềm năng, khả năng sẽ ký kết được những hợp đồng đem lại giá trị lợi ích cao. Mối quan hệ giữa những người tuổi Hợi và nửa kia của mình cũng đang tiến triển rất tốt đẹp. Nhiều đôi bên luôn chia sẻ và tâm sự với nhau, nên bạn có thể đoán được suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta chưa lên tiếng.
Thiên tài mang đến những điều kiện thuận lợi cho người tuổi Hợi. Ai kinh doanh tự do thì đây là ngày làm ăn rất thịnh. Có vẻ như đường tài lộc của bạn rất tươi sáng, thế nhưng đừng chi tiêu không kiểm soát nhé. Với cái tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, tình cảm duy trì trạng thái bình ổn hiện tại. Với cái tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, tài chính trong ngày cũng rất dư giả. Với cái tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi. Với cái tuổi Tân Hợi, mệnh kim, tìm thấy niềm đam mê với công việc hiện tại. Với cái tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, quy trình thực hiện công việc giúp bạn phát hiện ra điểm mạnh. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 05 và số 66. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 28 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.